Thưa quý vị và các bạn, như vậy là hành trình của chúng tôi đã đến địa điểm thứ ba. Vâng, hôm nay 11 tháng 11 năm 2017, Uyên Minh Việt Nam có mặt tại thành phố Nha Trang. Thành phố đang tích cực khắc phục hậu quả của cơn bão vừa rồi, và dọc đường thì chúng tôi thấy có những gốc cây bật gốc, có những biển quảng cáo và cũng có những mái nhà tốc mái. Bộ đội và nhân dân đang cùng nhau khắc phục hậu quả này. Chúng tôi đến với những người bạn tại thành phố Nha Trang, những người bạn mà chưa một lần gặp mặt. Xin để các anh tự giới thiệu về mình, và cũng xin giới thiệu đến với các anh câu chuyện của những người chiến sĩ đặc công, những người chiến sĩ chiến đấu và hy sinh trong thầm lặng, lập nên những chiến công vang dội mà không có tác giả. Và bây giờ, sau rất nhiều chục năm trôi qua, chúng ta đã gặp họ trong đời thường với những người đàn ông tuổi đã cao. Rất may, rất may mắn là chúng tôi thấy rằng sức khỏe của các anh với nhìn bên ngoài thấy rất là tốt. Xin chào các anh, xin cảm ơn các anh đã đồng ý tham gia chương trình cùng với Uyên Minh Việt Nam. Đây là Trung đoàn Đặc công 404 Quân khu 5. Xin mời các anh có thể tự giới thiệu về mình. Dạ, mời anh Khôi ạ. Tôi là Nương Minh Khôi, 65 tuổi, trước ở tuần đặc công 404, cũng tham gia đánh nhiều trận. Thì hôm nay thì sinh sống tại Nha Trang. Nha Trang thì 404 chúng tôi thì trước 5 người, một anh bị bệnh mất rồi, còn 4. Thì hiện nay đang có 3, còn vắng anh Trọng đến sau. Xin mời anh ạ. Tôi xuất nguyên cũng là chiến sĩ đặc công của thể đoàn 404. Cách đây gần 50 năm, chúng tôi đã tham gia chiến trường ở Quảng Nam, Đà Nẵng, khu 5. Thế thì nhiệm vụ của tôi thì đã phục vụ đơn vị cơm ăn áo mặc, thậm chí cả súng đạn vũ khí, quản lý cả bộ phận quân giới và quân khí, lương thực, thực phẩm các thứ đo cho anh em ra trận được tốt. Thế thì đấy là cái nhiệm vụ chính. Còn về sau này thì đơn vị có nhiều những cái biến chuyển, có nhiều những trận đánh thật là phải nói là để đời trong những ngày cầm súng giết giặc. Thì tôi thấy mình cũng là vinh dự, và phải nói thẳng ra những người chiến sĩ đặc công lúc bấy giờ thì nghe nói thì ghê gớm lắm, mà chiến công thì cũng lừng lẫy lắm. Thậm chí chúng tôi đi đến đâu quân giặc nghe bảo đặc công là nó đã khiếp vía được. Chính như thế. Nhưng mà tôi thì lại không trực tiếp ra trận, như lúc nãy tôi nói rồi đấy, chỉ là những anh loa cái bộ phận phía sau anh em. Ví dụ ngày mai, chiều mai anh em ra trận mấy giờ, lệnh của tiểu đoàn trưởng xuống, hôm nay bộ phận hậu cần, bộ phận nhà bếp phải lo cho anh em 3 bữa cơm hay là nước uống như thế nào đó, thì chính bản thân tôi phải chuẩn bị đấy, bao nhiêu quân ra trận, bao nhiêu mũi đi thế nào, mỗi mũi mấy ngày, mấy nắm cơm, mấy bình nước là phải lo hết. Thế là cái nhiệm vụ chính của tôi. Thì bây giờ tạm chỉ giới thiệu sơ bộ về nhiệm vụ của những anh lính đặc công và cái nhiệm vụ của anh hậu cần đặc công, thì xin giới thiệu như thế thôi. Để còn có gì thì đã bổ sung thêm. Cảm ơn bác ạ. Như vậy là một cái tên hậu nhưng mà rất cần. Xin mời anh ạ. Tôi là Vũ Văn Đón. Tôi sinh năm 49. Tôi đi bộ đội là tháng 7-68. Và tháng 7-69 thì được vào Nam chiến đấu. Tôi vào là tiểu đoàn đặc công 404 quân khu 5. Nhưng mà trước kia thì tôi là đang học trường trung cấp kỹ thuật điện của Bộ Điện và Than ở tại Vĩnh Phúc. Thì xuất thân là đi bộ đội tổng động viên năm 68. Cho nên tôi lại là được là về là cái sư 304B huấn luyện quân để đi Lào á, đánh đi Lào á, sư 304B đóng ở Võ Nhai, Đình Cả, Thái Nguyên. Sau một khóa huấn luyện 6 tháng thì tôi lại là may mắn là được chọn sang cái binh chủng đặc công về huấn luyện tại sân bay Miếu Môn ấy. Bây giờ là 3 tháng Miếu Môn, mà có cái vụ tranh chấp đất đai vừa rồi là ở Đồng Tâm. Tiểu đoàn tôi là đóng tại Đồng Tâm, mà đại đội tôi thì ở gần, đóng ở gần cái cầu 3 tháng.
Thế qua cái khóa huấn luyện được 6 tháng thì đúng là một năm ở ngoài Bắc, đến tháng 7, 69 thì là lên đường đi vào Nam chiến đấu. Thì khi vào đến ngã ba Đông Dương thì cái quân khu 5 cho người ra nhận, thì đưa về cái tiểu đoàn đặc công 404, là lúc đó là cũng mới thành lập. Chúng tôi vào là mới cái thành lập cái tiểu đoàn đặc công này. À, thì hậu cứ là đóng ngay ở chỗ khu vực Khâm Đức, Quảng Nam. Thì quá trình ở đấy thì đảm nhận cái nhiệm vụ là đi đánh toàn bộ ở cái khu vực Quảng Nam. Thì nói chung thì tôi thì cũng thăm trước vào thì là làm trận là cái gì nhỉ? Lúc đó là mình gọi là đi bảo vệ cho ông tiểu đoàn trưởng. À, công vụ. Đấy, làm công vụ cho ông Đàm Quang Hà tiểu đoàn trưởng. Thì sau năm 71 thì tôi lại là về trường đặc công quân khu 5 học một khóa huấn luyện của trường đặc công. Thì sau đó là bổ sung lại về trả lại về đơn vị cũ và trực tiếp chiến đấu từ năm đầu năm 72 cho đến ngày giải phóng. Nói chung tham gia thì nhiều trận đánh, nhỏ có, lớn có, và cả một cái chiến dịch lớn là cũng có. Cụ thể điển hình như là tiểu đoàn đặc công quân khu 5 phối hợp với K-80 à, lúc đó là đánh giải phóng chi khu quận lỵ đầu năm 72 đấy à, là chi khu quận lỵ Tiên Phước, và tháng mùng 2 tháng 9 năm 72 à, là không có lực lượng nữa mà phải sát nhập ba cái tiểu đoàn đặc công là 404, 403 và 409, cho nên mới gọi là thành lập cái trung đoàn đặc công 493 cùng với cái K-80, gọi là K-80 là cái tiểu đoàn bộ binh của chủ lực ấy, là cùng với bộ đội địa phương và dân quân du kích là đánh giải phóng chi khu quản lý Tiên Phước năm 72. Thế sau cái chiến dịch cái đánh là một tháng trời, mình đánh mình giữ được một tháng trời thì nó lên nó tái chiếm thì mình không giữ được. Thì lúc đó là được lệnh của quân khu là cho rút về. Rút về thì lúc đó là sau cái chiến dịch đó thì chúng tôi lại là giải tán ra. Tiểu đoàn nào về tiểu đoàn đó. Riêng có cái tiểu đoàn 404 với 402 thì mới sát nhập lại với nhau gọi là tiểu đoàn 424. Tiểu đoàn 424 là trên lại được quân khu 5 là điều động đi vào Quảng Ngãi. Chúng tôi lại vào chiến trường Quảng Ngãi. Mà hậu cứ thì là đóng tại là huyện Đức Phổ. Mà gần cái bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Ngày xưa là có biết đâu. Chúng tôi đóng hậu cứ ở đấy, nhưng mà sau này giải phóng xong rồi mới biết là bệnh xá Đặng Thùy Trâm. Chứ chúng tôi đóng ở ngay huyện đội mà chỗ nhà máy xay Đức Phổ. Thì là về đấy hậu cứ đóng ở đấy cho đến đánh cho đến ngày giải phóng. Thì về đấy thì lại là sát nhập, lại xóa cái phiên hiệu 424 mà sát nhập lại là trên mới đặt cho là D10 lữ 52. Cho nên là gốc chính của chúng tôi là 404, nhưng mà qua quá trình chiến đấu nhiều năm ấy thì là có thay đổi phiên hiệu, hai lần thay đổi phiên hiệu 424, xong là sau là về là Quảng Ngãi thì lại là về D10 trực thuộc lữ 52 cho đến ngày giải phóng. Đó, thì cũng báo cáo sơ bộ để các đồng chí cũng nắm được cái tiểu sử của lịch sử của cái tiểu đoàn 404 khởi nguồn từ cái lúc thành lập mà cho đến lúc mà giải phóng. Cảm ơn bác đó. Qua chỉ một vài lời thôi thì cũng thấy là các cựu chiến binh của chúng ta rất là quan tâm đến đơn vị của mình. Em muốn biết là như vậy là bác Đót là một chiến sĩ đặc công được đào tạo rất bài bản, huấn luyện bộ binh, sau đó vào rồi quay ra để đào tạo là đúng là đào tạo đặc công ấy, rồi lại quay vào. Thì em muốn biết là cái kiến thức được đào tạo và cái thực tế mà áp dụng trong chiến đấu thì cái khoảng cách tất nhiên nó sẽ có, nhưng nó có quá xa không? Như vậy là cũng báo cáo với các đồng chí thế này, cụ
cũng là huấn luyện cái trường đặc công của quân khu 5 dạ. Mở tại ở Quảng Ngãi dạ. Chứ không phải là ra Bắc dạ. Và ăn Tết năm 71 xong là chúng tôi là về trường đặc công học đấy dạ. Cả tiểu đoàn là cử 12 đồng chí đi dạ. Thì về đó là huấn luyện ở trên trường đặc công của quân khu 5 dạ. Xong cái khóa huấn luyện đó thì lại trả về đơn vị cũ dạ. Ở đơn vị nào đưa đi thì lại trả về đơn vị cũ. Và về đơn vị cũ thì lúc đó là tôi được giao cái nhiệm vụ đầu tiên là trung gọi là mũi phó đó, nhiều bộ binh gọi là trung đội phó à, thì là vài về một cái là đánh luôn cái chiến dịch Tiên Phước ấy, giải phóng chi khu quản lý Tiên Phước à. Và bác thấy là cái kiến thức mình học ở được đào tạo ấy thì khi mà ra chiến đấu trong thực tế ấy, thì nó có giúp ích cho mình được nhiều không? Nói chung là giúp ích rất nhiều chứ. À, vì mình học ở đấy là quá trình là lý thuyết nhưng mà cũng có kết hợp với thực hành, vì cán bộ giảng dạy cũng đều là ở trong chiến trường đã trải qua chiến đấu mà từng trải rồi, họ lên họ các thầy lên là giảng dạy cho mình là lấy những cái ví dụ rất là thực tiễn mà ở trong chiến trường nói về cái tình hình thằng Mỹ nó như thế nào à, rồi thằng Ngụy nó là cái âm mưu của thằng Ngụy là làm sao, rồi cái cách đánh của thằng Mỹ của thằng Ngụy là nó đều khác nhau cả, rồi các cái bày binh bố trận của nó như thế nào để cho mình biết cách để mà phòng chống và trị lại cái cách của nó bày ra. Cho nên là tôi thấy là rất là thiết thực. Học như vậy là tôi học ở sư ở tiểu ở 305 đấy, sư 305 nó gọi là lính dù ngày xưa đó. Thì là học ở ngoài đó là cũng bài bản rồi, chúng tôi là đặc công khô à, nhưng mà cũng có là kết hợp là đánh nước. Nước thì ra cầu Ba Thá tập, chúng tôi cũng tập cả tuần đánh cái cầu Ba Thá. Thế rồi đánh sân bay thì ra sân bay Miếu Môn à, rồi bò rào như thế nào thì vào cách đánh như làm sao, gài thủ pháo lưu đạn làm sao để mà đánh cái máy bay ấy. À, thì là có sân bay Miếu Môn à, cho nên là nói chung còn vào đây thì đánh học xong là lý thuyết rồi qua đi thực hành luôn, xuống tại các cái đơn vị đóng ở gần đấy để mình thực hành và trải nghiệm luôn. Cho nên là nói chung là cũng có cái kinh nghiệm nhất định trong chiến đấu giúp ích cho chúng tôi, cho nên chính vì nhờ những cái đó mà chúng tôi còn giữ được cho đến ngày nay. Chứ còn trong chiến tranh thì bom đạn nó tránh mình chứ mình biết đâu tránh được nó. Chúng tôi thì cái chủ yếu là không thì đánh nhanh rút nhanh, bí mật bất ngờ luồn sâu bám sát, mà đánh từ trong đánh ra, đánh nở hoa trong lòng địch. Đấy là cái phương châm mà bác Hồ tặng cho 8 chữ cho đặc công đó. Vâng, thì cũng áp dụng đúng như thế à, những cái gì mà khó khăn nhất thì dùng đến đặc công à, đặc công là đánh là mở cửa ra hàng rào này, rồi phải vào là đánh thọc sâu, là đánh từ cái sở chỉ huy của nó, đánh từ trong giữa lòng địch mà đánh ra à, cho nên là cái cách đánh của đặc công này nó khác với bộ binh à, bộ binh chúng tôi trước kia cũng được huấn luyện 6 tháng bộ binh rồi, nhưng so với đặc công thì cách đặc công thì vất vả hơn nhiều, gian khổ khó khăn hơn, mà vất vả nhất là cái anh mà cán bộ trung đội đến đại đội đi chuẩn bị chiến trường à, anh cứ đánh đảm bảo thắng lợi tốt ạ, là phải cái khâu đi chuẩn bị chiến trường à, chuẩn bị chiến trường mà tốt thì đảm bảo chắc thắng trận đó là phải 80% nắm trong tay rồi. Anh phải bò vào đến tận nơi xem là cái điểm của thằng địch đó nó bao nhiêu hàng rào, những cái loại hàng rào gì à, hàng rào bùng nhùng, hàng rào à, lưỡi lam, rồi hàng rào chống phản xung phong à, thế thì những cái hàng rào đó thì dùng cái loại bộc phá nào để mà khi mà bị lộ à, để mình giật bộc phá để chân nổ, để mở cửa mở cho anh em vào à, thì mình phải cụ thể tỉ mỉ như thế, đi đến nơi tay sờ mắt thấy tai nghe à, tới rồi là phải nắm được cái tình hình địch trước khi đi đánh một cái cao điểm như thế, cái điểm của địch ấy, là đơn vị ra tiểu đoàn giao cho đơn vị cử cho một trung đội hay một đại đội nào đấy là phải đi công tác chuẩn bị là phải là có đài quan sát, phải nắm tình hình ban ngày ở trên ấy xem là của cái đồi này của nó là bao nhiêu thằng à, có bao nhiêu thằng địch ở trên đó
rồi nó là thuộc loại lính gì, rồi là nó có vũ khí gì trang bị ở trên đó, để mình mới biết để về mình chuẩn bị cho anh em học. Thế thì cán bộ đi chuẩn bị gì lúc đó là toàn chui rào thôi, chứ đâu có đi chuẩn bị chiến trường chưa đánh mà. Thì đêm hôm ấy là cử trần ra là về đại đội triển khai, là cử cái trung đội này đi, một trung đội mình thì đánh một đại đội địch, chứ không phải đi nhiều đâu. Bộ đội đặc công thì dùng ít đánh nhiều mà. Nó một đại đội thì mình dùng một trung đội, một trung đội mình thì đi một mũi hay là hai mũi, thì là tùy cái đại đội giao cho cái trung đội đó quyết định. Thế là mình đi chuẩn bị thì là đến cái qua du kích dẫn đường, mình đặt đài quan sát ban ngày, thì ban đêm mình đi để ban ngày mình nhằm cái hướng đó, là cái hướng nào là chủ yếu, cái hướng nào là thứ yếu, cái hướng nào thằng địch nó tập trung nhiều, mình mới tìm được cái chỗ sơ hở của nó, để tối bắt đầu mình đồng trần nhập lên. Thế khi mà du kích họ dẫn đường cho mình chỉ đến cái chân điểm đó thôi, thế thì họ ở dưới, thế còn lại là tự mình đi lên. Thế là quần áo là chút hết, bỏ hết cái ngụy trang, là người nó đen nhèm hết, chỉ đội có mỗi một cái mũ vải để cho nó khỏi tóc nó xòa, để cho nó khỏi dính vào hàng rào thôi, dễ chui. Còn cứ trần mặc mỗi cái quần xà lít, súng rồi lựu đạn là mấy quả là đeo bên hông. Thế là trung đội trưởng đi trước, kết hợp với có trinh sát của tiểu đoàn là cử xuống. Thế mũi này cho một anh, hai anh trinh sát xuống đi cùng với mình. Thế là bò vào, bò thì lúc đó là chỉ có nâng hàng rào lên để mà chui vào thôi, chứ không có được cắt. Thế để vào quá trình đi đó là từng lớp rào một, xem nó gài mìn ở cái ngoài hàng rào, nó loại mìn gì, mìn cóc nhảy hay là nó gài lựu đạn, khi mà mình đốt đấy là nó tụt cái chốt ra để cho nó nổ. Rồi là pháo sáng hay là cái chuông nó treo ở đấy, để mình động đấy nó có rung là nó phát hiện được. Cho nên là nó bảo hàng rào của nó là nó chủ quan, nó cũng căn cứ vào cái ỉ vào cái hàng rào, nó nghĩ rằng là mình mà nó đã bố trí bố phục ma phục như thế rồi mà mình bò vào được là mấy khi mà được trọn vẹn đâu, phải không? Anh bò vào động cái là cái chuông ở cái ngoài hàng rào, những cái lon ấy nó kêu lon con là nó phát hiện được luôn. Thì khi mà nó phát hiện được thì mình cũng tất cả là nằm yên. Mình đã có cái dự kiến ở nhà hết các cái tình huống rồi, nằm yên. Nó cũng nghĩ là thú rừng thôi, có khi là nhiều khi nó nghĩ là thú rừng chạy qua, cho nên là nổ quả mìn hoặc là tung cái quả pháo sáng lên. Chứ nếu mà anh mà không nắm được cái quy luật hoạt động của nó thì lúc đó anh sợ anh vùng các anh chạy ra là bị lộ rồi, thì còn đâu mà giữ được cái bí mật nữa. Thế là khi mà anh bò vào là của nó là bao nhiêu lớp rào, những cái lớp hàng rào gì rồi không kiểm tra, rồi anh nắm tình hình rồi, đến lúc bò ra thì bắt đầu là mình ra đến đâu là mình gạt lại cây cối tất cả các thứ, vì trước kia là nó điểm nó đóng hầu hết ở trên đồi mà, cho nên là mình lại bò gạt lại. Thì đêm sương nó xuống á, nó phủ xuống thì ban ngày nó không phát hiện được cái lớp chân mình. Thì khi ra thì khi mà chuẩn bị xong rồi thì về là mình phải tắt cái thao trường, làm cái thao trường ở hậu cứ của mình, làm y như cái điểm đó. Bố trí của nó bao nhiêu cái lô cốt, mình vào trong là mình nằm mình ngắm tất cả các cái tình hình của nó, rồi nắm được là nó bố phòng như thế nào, nó canh gác ra làm sao, cái quy hòa quy luật đấy, nó canh gác. Nhiều khi đêm mới là có thằng thì nó tự nhiên là nó hô ầm lên, đấy Việt Cộng đấy, nó đang bỏ lên bỏ ra bắn chết cha đi. Thế là nó ném luôn quả lựu đạn, nó bắn cả tràng luôn, đại ra. Thế nếu anh không biết được, không nắm được cái quy luật đó là dễ bị lộ, là mình vẫn cứ phải nắm yên. Dù cái thật phát hiện được cho mình cũng cứ nắm yên cái đó. Rồi nó hay đánh trận giặc mồm á, nó bắt thoát là bộ đội mình. Thế còn có chỗ thì nó cứ ngồi im, nó quan sát, nó nghe ngóng. Nên mà anh mình phải nắm được cái tình hình đó. Khi về rồi thì mình lập thao trường lên, y cũng năm lớp rào như thế, cái điểm đó của nó cũng bố trí lô cốt các thứ như thế, xong bắt đầu mình mới huấn luyện cho anh em. Đấy, cái điểm tới đây là đơn vị mình được giao ở trên giao là đánh như thế,
À, thì bây giờ tập luyện như thế cho anh em nó quen, nó thuần thục đi. Đấy, bây giờ bao nhiêu cách ra hàng rào thứ nhất, mấy giờ thì cách hàng rào thứ nhất, mấy hai giờ thì được cách hàng rào thứ hai. Có đến giờ nói chứ không phải là cứ cách ảo ảo mà vào đâu. À, còn cái giờ dê nổ súng ấy, thì là do trên quyết định. Bảo 2 giờ là nổ súng đánh. Vì cái giờ đó là giờ nó mệt mỏi đấy, mà nó ngủ tầm nó ngon lắm. Mình thường thường là cứ đánh vào là lúc 2-3 giờ sáng. À, thì là mình mới bố trí cho anh em tập. Thế khi mà vào như thế thì ưu tiên cho cái mũi chủ yếu là trước. À, đến 2 giờ, đến 2 giờ 15 mà cái mũi chủ yếu mà không lên được thì những cái mũi mà đã vào rồi á thì được quyền lên. À, chứ không thể cứ nằm mãi chờ nó sáng được. Vì cái lý do gì đó, cái mũi đó khó khăn không vào được thì mình đánh để cho kéo cái mũi chủ yếu lên. Chứ còn thường là phải ưu tiên cho mũi chủ yếu. À, có một mũi chủ yếu và hai mũi thứ yếu. Thì mũi chủ yếu là thật sâu vào, nó đánh từ sở chỉ huy đánh giữa ra mà. À, thế còn hai cái mũi thứ yếu thì đánh ra một bên bên trái, bên một mũi đánh bên phải. Thế thì lô cốt như thế này thì dùng cái loại bộc phá gì đánh sập được cái lô cốt đó. Thì ở nhà đã chuẩn bị hết cho anh em lên phương án tập luyện xong rồi. Thế là chờ lệnh đó, đến khi nào trên bảo là quyết định là ngày nọ ngày kia đánh thì lại phải đi chuẩn bị một lần cuối cùng, đã đi kiểm tra lại xem là quá trình đó mình đi như thế nó có phát hiện được dấu vết gì không, rồi nó có thay đổi gì ở cái quân số của nó hay là vũ khí của nó có bổ sung thêm cái gì không, kiểm tra lần cuối cùng rồi về báo cáo lại mấy cán bộ tiểu đoàn, cán bộ đại đội. Thì bắt đầu ông không có cái gì thay đổi, ông quyết định giờ dê đánh. Thì cũng xin báo cáo với đồng chí là cái kỹ thuật đặc công mà đánh như là gian nan vất vả lắm, trời càng tối càng mưa rét bao nhiêu thì càng phải đi bấy nhiêu. Đấy là cái chỗ mà nó sơ hở bất ngờ nhất, mà địch nó chủ quan, nó cũng mưa gió mà mình dễ đi, nó không có, nó nghe ngóng. Chứ đêm yên tĩnh như thế này mà đi mà động một tí cái gì là nghe nó to lắm, nó phát to lắm. Thế nên là càng mưa gió càng tối trời thì đặc công càng phải đi chuẩn bị chiến trường, mà càng phải đánh những cái thời đó. Chứ trăng nó sáng bằng vặn này, nó ngồi trên trong kia nó nhìn ra thì nó phát hiện được hết. Cho nên là gọi là đặc công là họ nhà vạc là chuyên môn đi ăn đêm ở cái chỗ đó. Cảm ơn bác đó. Khi mà mình chuẩn bị cái đài quan sát ấy, thì bác có thể mô tả được không? Ví dụ như là nó thường là nằm ở đâu và nó cụ thể là nó như thế nào? Vì khi sử dụng cái đài quan sát là mình sử dụng ban ngày thì... Dạ, cái báo cáo của đồng chí này, cái đài quan sát á, thì nó cũng rất đơn giản thôi. Mình nếu mà đánh cái điểm bên này thì mình tìm mà cái điểm gần nhất ở cái chỗ đó, cái cây nào cao nhất là mình leo lên cái cây đó, chứ không có làm nhà lán các thứ gì hết á. Đứng ở trên cái cây đó thay phiên nhau mỗi anh một tiếng đồng hồ. À, ban ngày mình đứng ở trên cây, mình ngồi trên cây, mình đưa ống nhòm vào, mình quan sát cái vị trí cái bố trí bố phòng ở trong đó như thế nào. Dạ, chứ còn không có gọi là đài quan sát thì giải chiến mà. Dạ. Nhưng mà khi mà mình quan sát được địch thì địch cũng quan sát được mình, mà mình lại đứng ở trên cây vào ban ngày thì có khi nào mình lộ chính ngay cái đài quan sát đi không ạ? Báo cáo này không thể lộ được. Vì rừng cây nó rậm rạp lắm, rừng Quảng Nam ngày xưa chứ đâu có phải như bây giờ đâu. Rừng cây cái đại cổ thụ cũng vài người đúng không thế này. Nó rậm rạp mà nó ngồi ở dưới mình ở cái cây nó cao hơn mà lá nó che, mình phải lấy cái chỗ nào nó kín nhất không để cho nó phát hiện được chứ. Mà cũng là có cái vị trí nó cũng xa. Vì nó ở đồi bên này kia thì mình phải ở đồi bên này, chứ không thể là sát gần chỗ đó được. Cho nên là phải tìm cái vị trí nào cao hơn cái điểm của nó, mình ở trên này mình nhòm ống nhòm xuống thì mình mới thấy rõ được cái chất địa của nó. Trong cái công tác chuẩn bị địa bàn ấy, thì qua bác nói thì em cũng thấy là cái phần thắng hay bại nó quyết định ở cái công tác chuẩn bị địa bàn chuẩn hay chưa. Thì thông thường thì mình đi làm vào ban đêm, và cái này rất là khó, bởi vì khi mà mình đánh ấy, thì là mình cắt hàng rào ra để vào thì nó dễ hơn. Nhưng đây lại là bò vào mà tập, sau đó lại bò ra và phải
khóa lại, khóa lại, vâng, khóa, tức khóa lại cây cỏ, trả lại cái hiện trường, không để cho họ phát hiện có người đã đến. Vâng. Nhưng điều mà em thấy khó nhất, tức là mình vào là để mình quan sát, gọi là khảo sát cái thực tế trong đấy. Nhưng nếu mà lại chọn một cái đêm mưa gió hoặc là tối trời thì làm sao mà quan sát được ạ? Như thế này, không, cũng không phải là nhiều khi là nó mưa là bất thường thôi. Chứ còn thường thường là cứ tối trời là mình đi. Chứ còn chứ,